này là nối nối vào ổ cắm ấy, đúng không? Không nối vào ổ cắm sao dùng được đây? À, đây. Trong này mà đựng được cả cái dây to như này á, nối từ đây mà. Chứ được cái gì nó phải bé mini như này? Thì mà cái này là nối từ cái nguồn đi ra ổ cắm, có nghĩa là nó nối từ cái chỗ đằng sau này đi ra ổ cắm. À, nó ra ngoài. Nói chung là kiểu nước đổ. Chứ không phải nó nằm trong trong ở bên này. Đúng rồi. À, kiểu hướng dẫn con gái kiểu nước đổ đầu vịt. Rồi ok nhá. Bây giờ là cái nguồn này thì nó sẽ gắn vào cái đằng sau này. Lại phải tháo ra. Đúng rồi. Thì trước khi lắp ra phải tháo vào cái đằng sau này nữa. Rồi sau đó là đặt cái này vào trong, lắp vít xong. Rồi em tiến tiếp đây. Theo như em Dũng Cute bảo thì chúng ta sẽ chỉ cần 3 chiếc dây này thôi, còn lại thì là dây bỏ đi. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp. Thực ra là mình tập lắp cho các bạn xem thôi, chứ các bạn chắc biết thừa rồi. Và mình cũng đã được dạy là cái đầu mà không tách được thì sẽ nối vào cái phần màu đỏ với màu đỏ. Và sẽ lắp vào đây, rất đơn giản như đang rổ luôn. Đó. Cái này lắp coi bộ lắp dễ hơn cái vừa nãy. Xong rồi cái dây này nữa. Cũng là đầu không tách ra được thì chúng ta sẽ lắp sang phần bên còn lại, CPU 4+4. Rất đơn giản. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp bộ case này. Trông nó trần trụi. Và mình cũng được hướng dẫn là cái này sẽ phải hướng ra ngoài. Này cứ đút vào thôi nhỉ. Ôi vừa. Vừa chưa? Xịt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ốc vào đây. Chơi mẹ vui mà, thỉnh thoảng mình cứ lôi ra tháo lắp lắp. Đấy, mình phải tập quen đi chứ. Sau này có thể làm được tất cả mọi việc, từ sửa ống nước, thợ điện các kiểu. Thế gọi là chất. Ây ạ. Rồi các bạn ạ. Ôi dồi, mệt quá. Cặp bồi đỡ không bở hơi tay, tắt hết cả mồ hôi rồi. Thôi rồi, chúng ta sẽ đến với màn tiếp theo. Mặc dù là mình thấy có cái gì đấy sai sai nhưng mà vẫn phải tiếp tục công việc. Thì tiếp theo là em Dũng bảo là phải lắp cái chặn main. Thì hình như là cái đấy mình vừa vứt rồi. Đấy. Chúng ta sẽ lắp cái chặn main vào để cho bộ cây của chúng ta nhìn đẹp hơn. Cái gì đó. Hình như cái gì nó cũng không ủng hộ mình sao. Rồi anh em ạ, lắp cái chặn main thì rất là đơn giản thôi mà. Rất là đơn giản thôi, không có gì hết. Trời. Xong rồi. Ơ, chuẩn bị cây. Đây này, các bạn, đây là mới được. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp bo mạch chủ vào trong cây. Và bây giờ mình đã vật ngửa chiếc case này ra để đến công đoạn chúng ta sẽ lắp bo mạch chủ này vào chính chiếc case. Đang có chị bạn. Đâu nhỉ? Đây. Xoay như này. Chúng ta sẽ đút em ấy vào đây. Rất là ngay ngắn. Yes. Đặt được rồi đấy chúa. Không xin nữa lại phải cắt. Đây. Các bạn sẽ bắt vít vào cái này thì cắm nhanh thôi. Cái này ngửa ra dễ hơn, dễ làm hơn. Trong lúc đấy thì cho em xin một ít nhạc EDM 8D được không ạ? Các bạn ạ, chúng ta đã lắp xong bo mạch chủ vào case. Và bây giờ sẽ đến cái phần đó chính là cặp đồ họa. Thì ở đây mình có cặp đồ họa MSI Radeon RX 580.
bao hộp luôn. Hôm nay còn được full hộp phụ kiện máy tính á. Hay à. Trời ơi, rồi cái này lắp vào đâu rồi trời. Trò này thì chúng ta sẽ phải lắp vào. Hình như có vẻ. Sao nó thẳng được ta? À đây đây, nhìn bên này, nhìn bên này, nhìn bên này. Đây chỉ là mình tự lắp, chỉ có nhờ bán ốc thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dựng đứng lên cho các bạn xem là bộ case, bộ PC mà mình đã tự tay lắp nha. Tất nhiên là có sự hướng dẫn của đạo diễn, của em Dũng. Cảm ơn mọi người. Chưa cắm dây mà. À thế ạ. Xin lỗi, thiếu. À đây, mình đã được dạy là cái này sẽ là cắm vào cái này. Sao? Nhưng mà dây 1 đã cắm đâu. Lộn. Chúng ta sẽ lắp dây. Insert. Ui, cái đao dây này có đơn giản. Và mình đã lắp xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắm điện nhá. Để xem bộ PC nó hoạt động như nào. Không có gì ạ. Mà đằng sau em còn thấy một đống như này. Không lên là đúng rồi. Dây tín hiệu là cắm đâu? Dây tín hiệu là dây gì? Cái đống dây mà chị chưa cắm. Đó. Còn một đống dây mà. Đây này. Còn một đống dây đây mà. Ôi cái này nó bị đứt rồi. Cái này không phải đứt đâu. Cái này là chưa cắm chứ không phải đứt. À thế ạ. Rồi dây nguồn thì ok rồi. Nhưng mà dây tín hiệu không cắm thì làm sao mà bấm được. Thôi chị cứ tránh ra em lắp cho. Và cuối cùng thì buổi hôm nay mình đã hoàn thành lắp xong cái bộ PC này. Thực ra là cũng có khá nhiều khó khăn. Thực ra là chị khó, em đơn giản. Em nãy làm vào xong. Điều đây các bạn ạ, thực ra là sau khi mà nhận lại cái thành quả có quá nhiều dây dựng lằng nhằng thì Dũng cũng mất một khoảng thời gian để có thể nối lại với nhau. Thực sự sau cái buổi lắp PC ngày hôm nay ấy, thì mình rút ra một kinh nghiệm là chỉ lắp buổi ngày hôm nay thôi mình sợ rồi. Nói chung là đinh rồi là ốc vít các kiểu là tựa lưa, xong rồi chưa kể có rất nhiều dây mình không biết cắm vào chỗ nào. Nhưng là nói chung là bài phục. Nói chung thì mỗi người một nghề mà. Mình thì chỉ có lắp PC dạo thôi. Ok, còn mình thì chỉ có tháo nắp lưng điện thoại dạo thôi. Còn bây giờ thì sau khi hoàn thành lắp bộ PC ý, mình đã kết nối với cả màn hình của MSI là Optic MPG 27CQ.
thì các bạn hãy xem video là test thử chơi game trực tiếp những tựa game như là PUBG và cả Fortnite ở trên bộ PC mà chị Pazo vừa lắp đây, trên mẫu màn hình là MSI Optic VPG 27CQ 144Hz 2K, rất rất ngon. Và sau khi các bạn xem xong video test game thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye. Ở đây mình đang test thử chơi Fortnite, kiểu chơi giống như PUBG mà nhìn đồ họa nó kiểu cute hơn. Mình vừa chơi vừa quay màn hình rồi nhưng mà như các bạn thấy thì nó vẫn rất là mượt. Các bạn để ý chỗ CPU ấy, nó load rất ít, có nghĩa là CPU regen này hoàn toàn tốt để cho các bạn có thể stream game các thứ. Và khung hình cũng không bao giờ dưới 60fps nên là chắc chắn sẽ không có hiện tượng giật lag xảy ra. Mà đây là mình đã thiết lập tối đa rồi đấy. Cảm giác của mình chơi Fortnite này giống như kiểu game sinh tồn thật sự. Ngoài phải bắn nhau ra thì mình còn phải đào gỗ rồi đào sắt các thứ nữa rồi xây nhà bla bla. Và bây giờ thì mình sẽ xây nhà cho các bạn xem. À không, mà là xây cầu mới đúng chứ nhở. Nói chung ấy, đại loại là như thế. Ôi, mình chết rồi các bạn. Trời ơi. Tiếp tục chuyển qua PUBG thì mình đang chơi ở 2 setting. Và có quay lại màn hình thì cái CPU có nhiều hơn Fortnite, nhưng mà vẫn hơi ít. Đúng như mấy anh nói là 6 nhân quá tốt cho livestream game rồi. Rồi khung hình lên tận hơn 100fps cơ, mượt hơn máy cũ của mình nhiều. Mặc dù là mình lắp hơi fail nhưng mà dùng vẫn tốt. Mà các bạn thấy cái áo bò sữa mới đấy của mình ấy, nhìn có đẹp không? Kiểu bò sữa bắn nhau nhiều quá rồi da chuyển sang màu đỏ ấy. Lúc đồ đầy đủ xong là phải đi tìm địch để bắn các bạn ạ. À kia rồi, các bạn bắn. Ủa, sao lại không trúng ấy nhở? Trời ơi, lăng ba đi bộ đây rồi. Địch đây tiếp rồi các bạn ơi. Lần này phải bắn trúng được. Chết này. Trúng rồi các bạn ạ, yes. Trời ơi, mình cũng chết theo rồi.